Đây là trong tất cả gọi là ngũ giáo trên thế giới, sư phụ không có thuộc về trong ngũ giáo. Đó là trong ngày Lưu Bố ông có nói, sư phụ sanh ra rất là hàng vi con thợ mộc, sư phụ không có thuộc về người của Phật giáo, tại phụ chưa mặc áo vàng. Đạo Phật là một cái công thức mà sư phụ học và để hiểu, và ai cũng phải học cái công thức này. Không phải hành tinh này mà 3.000 hành tinh cũng đều phải học cái công thức. Cái công thức này do một vị Phật đầu tiên sáng lập ra, gọi là Độc Giác Phật. Thời đó chưa có Phật, cũng giống như ngày xưa mình chỉ là tới kỹ sư thôi là dữ rồi, hôm nay mình lên tới Master, rồi mình lên tới Thạc sĩ gì gì đó, lên tới PhD, mình lên tới Scientist là Độc Giác Phật. Mà người mà tìm ra một cái Độc Giác Phật này, Độc Giác Phật là tên của ai? Mấy đệ tử dưới nó có hiểu ai là Độc Giác Phật không? Trong kinh có nói đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là người đầu tiên đã là hành Phật, tìm ra được cái công thức này là cha luôn á. Cho nên hồi xưa khi mà sư phụ biết sư phụ là con của cha, hồi xưa giờ mình cứ ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, nghe bây giờ mình biết cha mình, mẹ mình, chẳng là ai với Ngọc Hoàng, ai với Ngọc Hoàng à, không là ai với Phật Mẫu, ai với Phật Mẫu à, cái mấy gì nói con ai với là Phật cũng là ta là cũng là Phật, mấy gì nói cha là Độc Giác Phật, không có hiểu không? Nhưng mà trong bao nhiêu vị thầy ở thế gian thời nay giải thích kiểu này, nếu mà giải thích kiểu này thì trong chùa mấy thầy sẽ thờ cha rồi, thì là đã khác hơn cái tôn phái của họ. Phật 2000 mấy năm nay họ vẫn tranh đấu cùng một môn phái, cùng một nhóm môn phái đại thừa, trong đó cũng có nhiều nhánh, họ cũng vẫn phai với nhau, vẫn tranh đấu với nhau, vẫn tranh giành tôi đúng, vô sai tôi đúng, bất cứ không bao giờ hòa đồng. Hôm nay Thiên Tâm ra đời đột phá đó. Đạo Thiên Tâm đọc từ cái kho lần ngày thành lập ở quốc gia là nước Mỹ. Đạo Thiên Tâm ra đời tại Mỹ Quốc Milpitas, Thiên Long Sơn năm 2017 ở Hoa Kỳ. Còn ở dưới là bao nhiêu người theo Đạo Thiên Tâm, thì hôm nay lúc đó làm cái bản này chưa có con số, mà hôm nay thì theo mấy gì nói là cũng mấy chục triệu người. Không đầy, nếu mà chính thức tới ngày hôm nay không đầy 6 năm không. Cái kế bên là Đạo Phật ra đời vào thế kỷ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, BCE tức là Before Century, trước công nguyên, ở Ấn Độ. Hiện bây giờ Đạo Phật có khoảng 500 triệu người, mà đã 2 năm rồi từ lúc Phật Thích Ca thành Phật. Thế giới chỉ có 500 triệu người thôi, nhưng chưa có lan rộng ra khỏi Á Châu nhiều. Kế tiếp là Đạo Thiên Chúa Giáo, là vào thế kỷ thứ nhất, là 2.500 năm trước ở Jerusalem. Hôm nay trên thế giới có 2.2 tỷ người. Cái kế tiếp là Đạo Ấn Độ Giáo, mà mình gọi là Hinduism, thì nó có trước công nguyên 10.000 cho tới 4.000 năm trước cái này, tức là nó tới mười mấy nghìn năm, là nó có trên 1 tỷ người, tức là bên Ấn Độ. Chứ có một cái tiền kiếp là cũng là người lập ra cái đạo này, mấy gì nói thời xa xưa họ cũng là thờ Thượng Đế, là Phạm Thiên nữa, Kinh Vệ Đà nữa. Nhưng mà công thức thì sư phụ đâu có họ thờ chuột hay là thờ rắn gì đâu. Nhưng mà bất cứ con gì cũng đều là có tánh linh hết. Thì họ thấy con nào linh thiêng là họ thờ. Cho nên nó messy, nó tùm lum hết. Và đồng thời á, cái con bò nó xuống nó xả nghiệp. Người cái nó hết cái thân bò, cái nó đi về trời. Rồi cái có một người cái thần thông thì nhìn thấy thiếu gì là cứ thờ bò, cứ tu y như kiểu ông bò.
Cho nên giờ bò đầy đầy ở New Delhi hết không, chạy tứ tung đụng xe luôn nữa. Cho nên sau này sẽ có một cái sự thay đổi đủ hết. Chỉ có một cái họ làm được giỏi nhất, đó là họ không có ăn thịt heo, thịt bò nhiều, họ ăn chay nhiều. Và đồng thời trên Ấn Độ gì họ ăn cà ri nhiều với hành nhiều á, họ không có bị ung thư. Người Ấn Độ là người không bị ung thư nhất thế giới. Người Mỹ, người Âu Châu là bị ung thư nhất, nhiều nhất. Người Việt Nam mình cái tính nếu như gọi là lười biếng á, đi khám bác sĩ á, phát chị phụ nữ á với ngực đó, với ung thư ruột già đó, cứ ý y lại không có chịu đi check up hàng năm á, mấy con họ thiên á, hôm nay nhớ nghe lời nha, không có bảo hiểm cũng phải gán đi check up hàng năm, nó quan trọng cực kỳ. Hôm nay ở chùa Freeman của mình ở dưới có một cái buổi đọc kinh cho một cái bà chị dâu của sư mẫu vừa mới chết, đó là bị ung thư ruột già. Nhưng mà mấy cái bác sĩ Việt Nam á, mấy con đừng đi bác sĩ Việt Nam, cái Việt Nam á bệnh gì đau đau á cứ cho thuốc uống mà không sao không sao về. Mà khi ung thư ruột già mà ở giai đoạn mà nó vừa mới phát hiện á, mà mình không phát hiện sớm á thì nó đi lẹ lắm. Đến khi phát hiện qua Mỹ rồi thì là không đầy năm chết. Thầy sư phụ cũng khám, hồi bữa hổm đi Việt Nam để gặp những người thân cuối cùng cách đây 4 tháng. Rồi buổi đó sư phụ mới ngồi buồn, mới nhờ mấy vị Xích Lâm rồi mấy vị trời đó xin cho người Mỹ, tại vì nằm nước Việt Nam đâu có qua được Mỹ, làm sao lên nó bay. Sư phụ với bữa và xua gia với Thượng Đế với mấy đứa con của người đó lên trên núi Khánh Trinh thì mang được qua Mỹ. Đó là trước Tết Việt Nam khoảng 3 tháng. Rồi cái là điếm từng ngày để chết mà đâu có cứu gì được. Rồi cái mỗi ngày vị hộ khánh cho thì mấy vị nói người này mà giỏi nhất là trước Tết là cũng phải đi, tại qua được tới Mỹ là ấy rồi. Nhưng mà mỗi ngày vị hộ khánh khánh làm sao thì tới ngày hôm kia đó thì mới về chết. Hiện giờ cái xác còn đông lạnh đó. Mấy vị chỉ kéo về một thời gian ngắn theo cái ý nguyện của mình thôi, chứ mấy vị không có cứu hết được. Khi mà cái thân phàm mà bị rã ra rồi á là vô phương. Ở đây thì mình có thể khám được mấy con vừa bắt đầu ung thư, cũng giống như chồng của thiên viên của mình vậy đó. Thì mình khám được là mình cứu, nó mới vừa nhóm nhóm lên, nhưng mà đến cộng cái nghiệp nữa đó cũng một chút tha lực xin được, mấy vị cứu được nha. Mà phải biết tu thì không phải mọi người ai cũng làm được. Cho nên cái này nó cũng dạng giống như theo phước của mỗi người nữa. Nó cũng y như giờ vậy. Ông Tòa, chư Phật đi, thế gian mình thôi. Bây giờ một cái người đó bị tội, nhưng mà tùy theo cái tội nặng nhẹ, ông Tòa ông có tha được hay không. Nếu mà ông tha là ông lạm quyền hay là ta cái nghiệp á, cũng như thế gian mình vậy đó. Giống như nít hai cái hồ chỉ sinh nó thôi, nhưng mà nít nó là con của cái người đó. Bây giờ nó nói giàu cho ông là ông Phật ông trời nữa, ông đâu cách mẹ con tôi ra được, nó lì nhị lên sao. Nhưng mà có những thằng nít đó, nó đã phá thai từ nhỏ, hôm nay nó 20 mấy tuổi rồi, nó khôn rồi. Còn mấy đứa nó nhí nó đâu có biết, nó bám. Thì mấy đứa lớn á thì mình khấn cho nó con đi đầu thai đi, con thương mẹ con thì để cho mẹ con có cuộc sống thanh nhàn đi, đừng có ích kỷ. Mỗi lần mẹ con yêu ai á, con vô con làm trước, nghe làm mẹ con ở giá rồi già rồi già ai nuôi, con đâu có nuôi được, con đâu có thân người, đúng không? Mình mới năn nỉ chứ mình đâu có đuổi nó được. Còn bắt không có cách đuổi để cho già cho ông lo. Bắt Yên Sương hiện giờ đang lo cho không dám đụng vô. Cái đó mình làm nó gọi là bị cái hồ chí khánh chung thôi. Bữa khánh, cái hồ khánh chung trong cái ngày vía đó. Tất cả các thơm đi nha, có thiền bát nhã là nhảy lên. Thì chú chỉ làm cái kiểu mà gọi là chung dung. Còn cái này là để sẽ có một buổi lễ tiễn tụi nó đi lớn nữa. Nhưng mà chú khánh là được hết.
Nhưng mà trước tiên á, ví dụ như có những đứa nó bắt nó mới đi mà mẹ nó tới đây ngồi mỗi ngày từ từ nó hiện, thì biết đâu á bữa nay mình đọc kinh cái nghe lời sư phụ nó hiện giờ thí dụ nó có, thì mấy ông thần hộ sư phụ á cũng thấy nhóc này chịu nghe pháp, nghe để hiền thôi, nghe lời sư phụ nói chuyện thì cũng cho đứng góc này nghe, rồi từ từ nó cũng tự động nó siêu, nó tự động nó cũng bỏ đi. Nó nhiều cách như con người mình vậy thôi, không khác gì hết. Thiên Chúa giáo có 220 tỷ người, Ấn Độ giáo 1 tỷ người. Kế tiếp là đạo Hồi giáo ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 7. Hiện bây giờ là có 1.6 tỷ người. Khối Ả Rập giống như tụi Thổ Nhĩ Kỳ rồi hiện giờ vậy. Cũng thờ cha, cũng thượng đế. Do Thái giáo là nó có 1.800 năm trước công nguyên, có 15 triệu người. Nho giáo là của Trung Quốc là có 551 năm trước công nguyên là có 605 triệu người. Đấng tối cao, đạo Thiên Tâm, đấng tối cao là cha độc nhất thần. Kế đó phụ nữ thì có mẹ, cha trời mẹ đất. Tại vì mình có hai giấc giống nam giống nữ, nhưng mà thật sự cha là cao nhất đúng không? Còn ví dụ mấy con muốn than thở thì mẹ, chẳng lẽ than thở cha đúng không? Thì cho nên mới cho hai cái hình ra vậy đó. Kế tiếp đạo Phật, đấng tối cao, không có đấng tối cao, không có người sáng lập, không có người tạo ra đạo Phật. Phật Thích Ca là một gì? Phật, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên ở trong cái lịch sử nhân loại á, Phật Thích Ca ở đây á, là không có đấng tối cao, ngài cũng muốn ai cũng là Phật, một cái công thức thôi mà. Cũng giống ngài là một giáo sư trước thì chúng ta trong tương lai là một giáo sư sau vậy đó. Còn đạo Thiên Chúa giáo là thờ thượng đế, là đấng tối cao cũng như mình, cũng như thờ cha, nhưng mà họ không có, bên Tin Lành đó, họ không có thờ mẹ, tức là Phật mẹ Maria đó, họ chỉ thờ cha. Thì coi như là Chúa giáo gần giống giống nhau đúng không, về tâm linh đó, giống nhau. Rồi Ấn Độ giáo là Phạm Thiên, là cũng là cha, mà thời xưa danh từ người ta về kinh Địa Đàng cũng là thờ thượng đế. Ấn Độ giáo và cả nước Ấn Độ bây giờ. Còn cái công thức ở xuống đây cà gù cà gật, hay là công thức Ấn Độ giáo, họ đang làm việc chứ họ quay, họ đi lại, họ bỏ hết, không cần biết cái chuyện quan trọng phù đất xanh lai và assembly. Người ta đang làm nó ngừng cái nó bỏ xuống. Ví dụ có 5 người mà đạo Hồi trong cái dàn assembly lai người ta đang làm việc, 5 người đó bỏ xuống là cái nguyên cái dàn người ta mấy trăm người ta ngừng làm sao? Người ta đâu có làm, đâu có ra sản xuất kịp đồ. Nó tới giờ nó lại là nó lại. Thì công thức thôi. Cho nên công thức này không biết áp dụng có được không, nhưng mà Mã Lai nè, những nước mà Hồi giáo họ vậy đó, như Nam Dương rồi đó. Đã cần biết, cũng giống như đang đánh trận rầm rầm, tới giờ ta lại nghe tụi mày cũng bắn. Thì họ có cái đó cũng là hay quá không. Thì cái công thức gọi là tinh tấn. Ví dụ dạy là như sáng mình đọc kinh mình bỏ giờ 7 giờ, tùy theo người nào cũng thức mấy giờ, tí mình thức 8 giờ, thì mình để 8 giờ, thức 5 giờ, mình để 5 giờ mình đọc, thức 9 giờ, 9 giờ nhưng mà phải đọc đúng giờ. Thì những chư thiên mà hộ mình á, ai cũng có một người theo hộ nha. Và thường thường mấy chư thiên hát xuống nữa, thì họ cũng canh giờ, bữa nay đứa này, rồi tới ngày mai đứa kia giờ nào đó. Thì mấy vị trong đại bi, mấy vị xuống đúng giờ. Hồi giáo thì cũng thờ thượng đế, là mình biết rồi đó. Kêu là gì? Alo, alo, dạ, câu nó hay thánh đó. Hả? Đọc lớn lên coi.
Alleluia, Alleluia. Nó hay đọc á, nó có cái nhà đen đen á, rồi cái mỗi lần nó thắng Alleluia mấy chư thiên lên nóc nhà mấy clip có đó. Alleluia là cúng là thượng đế là Hồi giáo. Nó có họ có 1 tỷ, 1.8 tỷ người. Do Thái giáo là nước Do Thái thôi, cũng là thờ thượng đế. Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Công giáo, Hồi giáo là cùng một nguồn gốc, là do ông Brahma gì đó. Còn Hồi giáo là do ông Mohammed, ông nằm mơ ông mới thấy thiên thần gì thôi thì ông lập kia cái đạo. Còn Công giáo thì Chúa Giêsu mình biết rồi đó, lúc ông 1 tuổi tới 30 tuổi, không biết lý lịch thì không có trong kinh Tân Ước và Cựu Ước. Nhưng mà 3 năm ổng chỉ đi, nhưng mà thời đó Chúa là con thờ mộc, ai cũng coi thường ổng. Ổng nói chuyện trong cái làng nó giống như hiện giờ dân San Jose là họ không có hiểu chứ hủa. Lý do không hiểu là tự gì từ thời trong lai quậy nát cái chùa Phim Anh, rồi tới thời thì Hòa Thượng Thái Chiêu là 10 năm là đụng chạm biết bao nhiêu Phật tử đúng không? Mà hỏi mỗi thằng mấy ông thầy quậy là Thiên Ấn Kiệt này lãnh đạn hết, tại vì chủ chùa là hút đúng không? Nhưng bữa tiệc ăn cho đã rồi đây, ai là chủ nhà là dọn thôi. Thì cho nên nó có những cái thành kiến mà của những Phật tử nó không có đủ phước, họ cứ nghĩ là mấy thầy là đúng không, mà đến khi họ hiểu rồi á muộn quá rồi. Hiện bây giờ có một số người vẫn chưa hiểu, thì cái nó như là làn sóng mà nước vậy đó. Cái người đầu tiên nói xấu chửi cho phụ tan nát, 3-4 năm sau đến cho phụ Hòa Thượng Thái Siêu mà có bà Diệu Hương có ông bồ mà mở chùa ở dưới Hay Quật rồi đó, thì cái bà đó hiểu. Nhưng mà ngày đầu tiên mà bà đó mà đi loan truyền hết cái chùa đó thì những người kia đã biết rồi. Cái người đầu tiên hôm nay hối hận sám hối, nhưng mà nó bao nhiêu người nó đi rồi, nó vòng vòng như vậy, cho nên khó mà độ được họ là gì. Nhân dân vùng này nó không có phước là cái đó. Bây giờ chẳng lẽ hay mình em ấm niệm gói chăn em mà mình đi lên mình thanh minh thanh nga đâu có được. Mỗi lần mấy thầy mấy Phật tử lên chửi mình tan nát, bây giờ mình làm sao mình nói chuyện được. Hỏi bảy đi, bảy biết khổ này mà. Cho nên thôi từ đó mới có biệt danh là Câm Điếc Đuôi á. Chứ gặp như người ta lên người ta điểm tránh. Điểm tránh là không có được. Điểm tránh là nó chưa không có đi giảng pháp được. Thì mình tôn trọng cái pháp Phật. Một người có tài hoa đi giảng pháp mà mình nói để người ta mất uy tín, để mất hết Phật tử, thì là cái chuyện nói thuộc phải không giờ làm. Thầy hồ bị người ta chửi, nhưng mà giữ được một số người được độ vô hiền. Tuy là Phật tử họ chắc như vậy, nhưng mà họ cũng có hơn những người thường ở đây 300-400 nghìn người đâu có biết về Phật. Trong đó có một biết bao nhiêu người công giáo họ cũng chấp về đạo của họ. Giữa tôn giáo cộng sản gài vô đây tranh đấu với nhau giữ những cái truyền thông, những cái báo chí ở đây là đa số người công giáo, họ cứ đánh phá đạo Phật. Trong đạo Phật mình có chuyện thì mình đã thấy đau lòng rồi, nhưng mà dầu sao cũng là một cái mái nhà, nên thụ không bao giờ điểm tránh và cứ ngậm đắng nuốt cay cho tới ngày hôm nay luôn. Cả lên cái kênh này hôm nay Hòa Thượng nó tịch lâu rồi, cái hủ nó sinh rồi thì ngài hiểu mà. Giờ Thái giáo tới bên Trung Quốc là đạo Nho giáo. Nho giáo ra đời 551 năm trước BC. Họ thờ người sáng lập là Khổng Tử, không có đấng tối cao, chỉ khuyên cung ngôn dung hạnh tam ca ngũ thường á, tam ca ngũ thường vậy thôi, đàn ông có nghĩa khí rồi vậy đó. Founder tức là người khai đạo. Người khai đạo của Thiên Tâm là dịch Mỹ á, đó viết là Son of God Reincarnation,
một vị con có thể tái sanh sáng lập đạo Thiên Tâm. Đó là tiếng Mỹ, Son of God Reincarnation. Còn tiếng Việt là Thái Tử Thiên Nhãn. Tại thời đó chưa có họ Thiên. Sau này khi mà bắt đầu ở trên Cho Long truyền họ Thiên thì hữu đổi là thành Thiên Tướng Kiệt tên thế gian. Nhưng mà tên trên trời từ đầu, những ngày đầu mười mấy năm trước là Thiên Nhãn. Trên trời á là kêu thượng là Thiên Nhãn không à, Thái Tử Thiên Nhãn. Sáng lập cái đạo Phật là Phật Thích Ca, Ngài Tất Đạt Đa, là thái tử của vua Tịnh Phạn. Bỏ vợ với bỏ con là ngày vợ lại gì là A Du Đà La. Cái khúc chuyện mà Phật Thích Ca nửa đêm á cùng với ngài A Nặc đi cái nhà A Du Đà La, giống như Phật, giống như sư mẫu giờ khóc cả hút cả hút không dám cản, phải không? Thì lúc đó ngựa ra khỏi hoàn thành rồi đó. Rồi đến lúc mà gặp năm anh em dường như bắt đầu chưa gặp nữa. Thì Phật mới kêu ngà nặc đi ngược trở về hoàng cung. Rồi Phật mới đi bộ vô rừng, phải không? Thì cái đoạn đường mà gọi là giống như đi tu mà như đi vượt biên vậy đó. Rồi mấy con đã đọc lại đi, nó có cái khúc nó cũng hay lắm. Rồi đến khi mà gặp người thợ săn á, đổi hết áo lông bào, phải không, với ông thợ săn, thì cái áo da bò á, nó màu vàng đó, thì từ đó mới có cái áo vàng bây giờ. Chứ vô rừng đâu có cần áo sang trọng làm gì. Nghĩa là một người bỏ hết giàu có để mà đi tìm cái chân lý. Mà trong hoàng cung, một người sanh trong máng cỏ, chúa xô nghèo, và cuối cùng cả hai nó đi ngược nhau nha. Bên là nhà nghèo sanh ra, bên là nhà giàu bỏ nhà giàu. Thì cái thế gian này là perfect, cuối cùng nó là phù du. Cho nên Phật Thích Ca mới bỏ, mới đi tu kiểu đó. Còn chúa xô thì sinh ra rất là nghèo, rồi cũng bị đóng ba cái đinh để mà đã lấy cái hy sinh cho mọi người. Nhưng mà bên công giáo nó chúa đóng đinh để chịu tội mọi người, không phải chúa đóng đinh để đánh động cái lòng mình thôi, chứ làm sao mà chúa xin được cái nghiệp cho mỗi cá nhân mà đạo công giáo được. Cho nên nhiều lúc họ nói cũng hơi quá đáng, có hiểu không? Bây giờ mình hiểu được, thấu về luật nhân quả, người nào làm người đó chịu. Nếu mà chúa đóng đinh mà chịu dùm cho hết 8 tỷ người, vậy bây giờ sanh ra Putin làm gì? Thêm thằng cặp chứng bệnh nó quậy nát cả châu là làm chi vậy? Đúng không? Đâu có xin được lỗi của tụi nó. Bởi vì mấy thằng mà ôm bom tự sát thì sao? Không lẽ ba cái đinh xin dùm cho tụi nó được? Cho nên chỉ là để cho mình biết cái sự hy sinh một cái giới hạn nào đó. Tự chúng ta phải tự biết cái nghiệp quả, cái linh hồn sẽ nhận hết tất cả những cái quả báo đó. Chẳng lẽ bây giờ anh sao chuyển tiền qua Mỹ mấy chục tỷ, chúa Giê-xu đóng ba cái đinh chịu tội dùm cho mấy người đó à? Đâu có phải. Chỉ làm cho chúng ta động tâm để mà quay đầu thôi. Nên ba cái đinh cũng có ý nghĩa, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn ý nghĩa mà ở trong mình hiểu là chịu tội dùm cho nhân loại thanh hết, cha cũng xin không được cho tội mình cả cái hồn. Cả cái chân này bữa bị gãy là cũng như những tiền kiếp chinh đông dẹp bắc, hôm nay cũng phải đau lại cái chân thôi. Con của Thượng Đế hy sinh xuống trần cũng phải bị cái nghiệp thôi. Nếu mà được á thì kinh Phật Thích Ca ngày gõ đầu của cái gõ lúc mà một tiền kiếp, thì đến lúc mà thành Phật cũng bị nhức đầu thôi à. Nếu nói như vậy thì chúa đóng ba cái đinh chịu hết tội cho nhân loại, mà mấy ông cha công giáo thường giảng thì có hợp lý không? Đâu có hợp lý. Nếu không chúa đâu cần ra thiên cái đạo Thiên Tâm để mà kéo con của ngài trở về đâu.
Đạo Công giáo là Chúa Giêsu sáng lập. Đạo Ấn Độ có người sáng lập. Đạo Hồi giáo là ông Mohammed sáng lập. Mấy này ngộ nghe, ông Mohammed đầu tiên đó có người đệ tử đầu tiên là vợ ổng. Chúa Giêsu thì hình như có nửa người là tự ông Pharaoh phản Chúa, cho nên Chúa Giêsu rằng lần đầu tiên mà lập đạo á có nửa đệ tử. Còn đạo Hồi á là một người phụ nữ là vợ ổng. Rồi Phật Thích Ca là có năm bài pháp đầu tiên tứ diệu đế và pháp á, thì có nữa một ông mà tin Phật thôi, cho nên Phật Thích Ca có một người. Rồi tới đạo Khổng Tử hình như cũng có một người đệ tử thôi. Còn đạo Thiên Tâm mình lần đầu tiên cha ngồi mặc áo lông bào đỏ, mẹ mặc áo lông bào vàng, kiệt này quỳ ngay điện mẫu trong cái vi rất là lớn. Thì lúc đó có 12 người, mà đến sao biết đúng 12 người, đến đúng ngày đúng giờ cái clip đó, cái quay phim lúc đó còn rất là nhiệm màu. Thì cũng hơn mấy đạo kia. Hôm nay là kỷ niệm như ta, nếu mà tháng dài tình nữa là ngày 16 tháng 3 là bao nhiêu? 6 năm. 6 năm là 6 năm lệnh của cha chiếu chỉ cha xuống, đạo Thiên Tâm ra đời để cứu nhân loại lúc thời tận thế. Thì đạo Thiên Tâm là mấy vị đó là một trong những đạo phát triển có mấy chục triệu người, âm thầm cũng là họ thiên nghe cái tâm đã ngã về với cha là cũng tính. Nhưng mà vì quyền hay là có những tăng ni rất là nhiều, họ âm thầm họ lại hướng đông bắc, nhưng họ không có dám đeo cái dấu Thiên Tâm, không hiểu không? Mấy thầy cũng vậy. Bây giờ bên Công giáo quá trời, bữa để đi thủ phải ngồi coi thêm bịch trởm như mình đo nhiệt độ vậy đó. Bây giờ sao bên Công giáo có nhiều không? Nhiều rồi, nhưng mà là không đeo mắc cỡ. Nhưng mà cái tâm quay là tính, là quay về hướng đông bắc là tính. Có nhiều người vợ hay vợ chồng, chồng thì cái đầu còn, còn vợ thì bắt đầu sợ cái thế gian này khổ quá. Tối ngày con nước duyên nghe mấy đứa nhỏ khóc leo nheo, nhìn con vô đại học mà không có tiền cho nó học là cũng là khổ. Cho nên lúc đó vợ thì khấn về hướng đông bắc, còn chồng á thì vẫn không khấn. Khi mà người đàn ông bị stress mà lo gì cho con cái mà không có tiền đó, người đàn ông chỉ có đi quán cà phê hay quán nhậu hay là rủ bạn bè kiếm vài lon bia ngồi tâm sự lẫn nhau. Nhưng mà người phụ nữ thường quay về hướng đông bắc, khấn xin cha xin mẹ xin Phật xin thượng đế cho con có tiền để cho con vô đại học. Và những đứa con mà teenager nó yêu lộn thằng đó, yêu mấy thằng quậy á, cũng khấn cha. Cho nên thời nay á, là đạo Thiên Tâm cứu phụ nữ nhiều, phụ nữ được về trời kỳ này nhiều lắm. Còn mấy thằng đàn ông á nó phải tái sanh lại làm phụ nữ lại thì lúc đó nó mới được về. Còn hôm nay cái đầu nó cứng lắm, có độ đàn ông đời nó cười, đại tử nó cười về nhập môn ở bên Thiên Tâm thì là lại 12 lại hướng đông bắc, pháp danh tự mình đặt. Hôm nay là giống như Võ Văn Thưởng, thì nếu mà Võ Văn Thưởng hôm nay quay đầu với Thượng Đế thì quay về hướng đông bắc lại 12 lại, không cần bông qua trái cây gì hết, nó rùm rà sợ mấy thằng giặc đời co nhìn thấy mắc cỡ quá không, thì cứ tự quay về hướng đông bắc. Hôm nay con tên Võ Văn Thưởng, tổng bí thư cái gì chức gì ta, chủ tịch nước Việt Nam, dịch cho tiếng Mỹ là President of Việt Nam, nước Việt Nam là đất thánh đúng không? Con Võ Văn Thưởng quay hướng đông bắc, chủ tịch nước Việt Nam, President Việt Nam, xin quy vị thượng đế, con sẽ làm cho nước Việt hùng cường giàu mạnh, sáng ngời,
xứng đáng là con rồng cháu tiên, Lạc Long Quân Âu Cơ, 4.000 năm lập quốc quật cường, không lệ thuộc ngoại bang, không có để cho con cháu con rồng cháu tiên đói rách lầm than, không có thân trước thân sau nữa, còn bao nhiêu con lùa vô con đốt củi hết. Cả con có bị con cũng sẽ tự con chui vô cái lò lửa tự con đốt luôn. Thì đại khái thời cho đã, phải không? Rồi lúc đó lấy tên Võ Văn Thưởng thành Thiên Văn Thử, đúng không? À, rồi đó, vậy thôi à. Vợ ở nhà cũng không biết, nhưng bảo đảm bữa đó mấy chư thiên quan nghênh liền, đúng không? Mấy chư thiên với mấy ông thần hồn trong núi mừng. Thì đó là cách nhận đạo của Thiên Tâm. Còn nhà đạo có bên đạo Phật thì phải vô chùa nha. Nhưng mà quý vị nghĩ ở những người Việt Nam mình á, vô chùa phải có ông thầy quy. Ông thầy đó đó, ổng là thầy quốc danh đi, ổng là thầy tiền thầy bạc. Rồi ổng mà vô nhập vô là làm đệ tử ổng thì không có làm đệ tử bằng thầy khác được, đúng không? Rồi những người ở xa xôi, ở những thành phố miền Trung nước Mỹ, nó không có chùa làm sao? Những người nó ở bên Alaska, tôi đi qua làm nghề cá bển, xẻ cá đông lạnh, không có chùa, không có thầy thì làm sao? Thì người ta không có được gia nhập đạo Phật, người ta không có hiểu được kinh Phật, người ta bị thiệt thòi. Cái đó không đúng, không có công bằng. Cho nên đạo Phật thì phải có chùa, phải có một ông thầy. Mà khi mà gặp ông thầy, ví dụ như ông thầy Pháp Hòa, mình biết ổng là BD rồi đó, biết ổng là thầy quốc danh rồi đó. Nhưng mà bây giờ đã quy rồi thì thầy sai trò cũng thể tay không, xuống đi ngục chung á. Cũng như bao đệ tử mà theo thầy Nhật Từ ngày hôm nay lòi ra rồi. Những cái người mà không đúng, từ từ ở trên có cách sẽ làm lòi ra hết. Thì lúc đó sẽ như thế nào? Cả thầy trò cũng đi xuống cầu hết á, làm sao đi về trời được? Quý vị nghĩ đi, không đúng thì cái đó gọi là một cái công thức đó không đúng. Cho nên hội đồng chư Phật Đức Cha mới làm ra mỗi công thức tự tâm. Mà khi mà mình đã quy rồi, mình đã thầy trung thành với ông thầy đó rồi, thì mình không có, mình chỉ là gọi là giống như xăm dính cho mình luôn rồi đó, không có gỡ ra được. Còn hôm nay họ Thiên Cha rất là từ bi, chư Phật từ bi cho gia nhập. Nhưng mà những nước họ Thiên sau này vì hoàn cảnh hay là vì không có đọc, không có giữ được cái giới 12, là không có đọc kinh á, rồi tự nhảy khỏi thuyền mất nhã. Nhưng sau này nhảy ngược trở lại thì lúc đó cha ơi, con xin sám hối, hôm nay con lại, đúng không? À, cũng giống như những đệ tử họ Thiên đợt đầu mà hôm nay đi lạc đường bị án ma, bị ma tâm á, nhưng mà sau này tự động vừa sám hối rồi, mấy chị dùng tha lực sẽ cải cái tâm lại, là vô ra. Tự sám hối lại, tự lại 12 lại trở lại. Đó là gia nhập chùa Hội Thiên. Bên đạo Phật phải có thầy, có chùa. Tóm lại là phải có thầy, bên đạo Phật phải có thầy, có chùa, rồi có pháp danh, diệu này diệu nọ, đúng không? Hoặc là thiện này thiện kia thì mới cầm được cuốn kinh. Thấy có bất công không? Vô lý không? Mà đã khi quy rồi á, là phải trung thành với ông thầy đó nữa. Ổng là bổn sư mà. Còn bên công giáo cũng như y chang vậy, cũng phải có nhà thờ, có ông cha, ổng đặt cho là A hay là Joseph gì đó, rồi ổng nhắn cái đầu vô nước. Và cái bất công là mấy đứa nhỏ nó mới đẻ ra có mấy như mấy tầng, phải không? Là có ông cha ông nhắn đầu vô nước, nó đâu phải tự nguyện nó đâu. Khi nó lớn lên rồi nó đâu có biết. Còn đạo Thiên Tâm là các con phải tự nguyện nha. Thiên Tấn Kiệt này hay là cả cha cả mẹ chư Phật cũng không có ép ai hết. Thì coi lại
Mà khi mà vô đạo Công giáo rồi, để mình hãnh diện, mình có cái tên là Maria đúng không, vô nhà thờ rồi Maretti rồi đại khác tên pháp danh Minh giáo, kéo đầu ra đường bạn bè hỏi: ồ con đạo gì? Tôi đạo Phật. Ồ vậy là mày ngoại đạo, tao có đạo mày không có đạo, mấy đứa nít chơi nhỉ. Tức là trong nhà thờ dạy vậy, con thấy như vậy tình bạn bè mà đi học chung còn tình nghĩa không? Tức là hai đứa rất là thân với nhau. Không phải, nó phải ví dụ như những cái người mà trong chức sắc phải dạy lại, ồ cái cách nói chuyện khác, ồ mày đang practice, tức là tàm mà đang học đạo Phật, tao đang học Công giáo, chúng ta hai đứa bạn thân nha, chúng ta cũng là người tốt đúng không, thì nó là đúng. Chứ còn cái thể mà không phải là đạo Công giáo là mày là không có đạo, ngoại đạo. Câu nặng không? Nặng á. Kinh của Ấn Độ giáo là Tứ Vệ Đà Áo Nghĩa Thư. Thì bên Ấn Độ họ có cái kinh của họ mà thần thông với buồn ngải Ấn Độ ghê lắm. Họ ở dạng giống như họ ở dạng là khác hơn bên Công giáo một chút, mà không có giống Phật giáo. Những cái ngày lễ của họ, họ có lễ chém lần 5.000 con bò. Họ biết nhân quả nhưng mà họ vẫn còn sát sanh, không có giống đạo Phật. Cho nên ở bên Pakistan á, bữa có lễ gì á, chết 5.000 bò, không đầy tuần sau á là động đất chết 5-6.000 người, nhớ không? Đừng có tưởng. Cho nên cũng không có phải là tuyệt hảo. Nãy giờ mình nói để mấy con tự giải thích cái đạo nào là tuyệt hảo, mà nên nhớ tất cả nhân sinh 8 tỷ người trên cái quả địa cầu này, dầu cho nó là super giàu Alon đi, hay là Hoàng Kiều, hay là những người giàu có, mà họ không có hiểu về tâm linh, họ không có cái đạo á, có người họ rất là khô khan, họ sống không có vui vẻ, không có hạnh phúc. Cái đồng tiền nó chỉ là con số thôi. Bây giờ dầu cho mày có 80 tỷ mà chỉ ego, mà chỉ mua trader, mua này mua kia cho hả dạ, mà chỉ lên đài mày chửi rủa nhau giống kiểu Hoàng Kiều mấy năm về trước, là gì? Họ không có cái đạo trong lòng, họ không có biết Phật, họ không biết tôn, họ angry, họ dễ sân lắm. Thì họ sống gì cái tự ái không à? Ai đụng tới tao à, tao muốn nuốt nó vậy, đúng không? Đụng tới tao, tao muốn luật sư chơi cho mày chết vậy đó, kiểu Bill Gates vậy đó. Thì người mà không có tâm linh, không có hiểu đạo là một cái cây khô chết dần, không có nước, không có nở hoa. Nở hoa là nụ cười, không biết không, là cái cây khô sao nở hoa, cái lá còn sắp héo nữa mà. Tại vì tối ngày càng giàu chừng nào á, cái đầu của họ bận chừng đó, họ thích tổ chức những cái buổi tiệc ăn mặc sang trọng để mà họ show up lẫn nhau. Tao hôm nay tao là có nhiêu tiền vậy nè, chỉ vậy thôi à. Còn mấy con mụ vợ á, chỉ theo là ăn mặc cho đẹp lên để mà show up với mấy cái mụ vợ của mấy cái người giàu kia. Cái hộ đi tiệc của mấy người giàu hủi mà, bữa đó giống vậy đó. Mấy tuần trước á, người bữa nay tao có cục hột xoàn 30 carat, cục này hiếm có trên thế giới. Cái họ tót ngày họ săn tìm những cái gì là hiếm quý luôn mà, hiểu không? Ồ, áo của tao có một cái nhà design đó mới chế cho tao, là áo này mấy chục nghìn đô á, có 102, chỉ vậy thôi. Rồi cái khăn của họ quấn cổ, cái khăn này là của một cái nhân vật này tặng đó, đại khái là tìm cái gì gọi là hiếm quý cao sang, hiểu chưa? Khi con người không có đạo trong người, họ rất là khô khan, họ tìm cái gì để cho người ta khen, mục đích là để người ta khen mình. Bây giờ thí dụ sư phụ là một người bình thường nhé, mà phụ ngồi nói chuyện vậy, sư phụ có nhiều người thương đúng không? Họ cũng cần có cái tình thương của đồng loại á. Đồng loại là cộng đồng Mỹ, cộng đồng Việt. Có những người khi đã làm sai, giống như giờ Hoàng Kiều ông có bỏ ra 1 triệu đô, ông mở ra những cái phòng đẹp hơn cái này, thờ Phật đầy sau lưng ổng, ổng có cạo tóc, ổng có mặc áo vàng, ổng có nói chuyện giữ ngũ giới đi,
không có mê gái. Mấy con tin không? Cho nên cuối cùng của những cái sự giàu sang phù du của cõi giả tạm này, mục đích cuối cùng họ cũng vẫn thèm khát cái tâm linh mà họ tìm hoài không ra, là do cái đồng tiền mà, và cái ngã. Đến khi mà ngài ra đi á, họ mới đá biết vàng. Chứ anh thí hữu thường ca bản đời đá vàng đó. Tôi lần mòn đi mãi không qua được vết sầu, đúng không? Cứ lần mòn mãi không có qua được vết sầu. Mình đang nói này tự nhiên ứng cả. Nên bản đời đá vàng á là cho mấy ông nội đó. Còn chúng ta tuy các con có người thì khá, và trăm ngàn trong băng, hai căn nhà, một căn nhà, có đứa xe phòng, có đứa đang thất nghiệp, để nhất lãnh tiền cũng 500, cũng đâu có đói. Nhưng mà chúng ta lại hạnh phúc, chúng ta biết được cuốn kinh, biết được cha, biết được mẹ, biết được thiên tâm, chúng ta vẫn giàu hơn những cái người đó, đúng không? Chúng ta vẫn không có, có cảm thấy cô đơn. Những người giàu á, họ có thể ăn một buổi tiệc 20.000 đô, cũng giống bò lát vàng mà ông Tô Lâm bữa ổng ăn. Nhưng mà chưa chắc cái bữa ăn đó ổng vui. Ổng ăn xong bị người ta chửi quá trời, có vui đâu. Cũng vẫn là bữa cơm cô đơn, đúng không? Không phải dễ mà tìm được cái hạnh phúc. Chỉ có cuốn kinh này mang hạnh phúc. Chỉ có cha mẹ mang hạnh phúc cho mình. Cả sư phụ cũng vậy. Mỗi lần sư phụ thấy cái cơ vận đi chậm, sư phụ ngồi lên trên điện cha, ngồi cái cha với mấy huynh đệ xuống an ủi. Sư phụ có hạnh phúc là sư phụ có một cái gia đình. Cái gia đình không có mang thân người sư phụ, nhưng mà họ chứ gì, cha mẹ rất là gần với sư phụ, hiện hữu. Mỗi lần mà sư phụ bị stress, buồn, thế gian mà công ty hay là chuyện đời, thì mẹ xuống mà giúp một cái là phụ vui cả ngày. Tại mẹ cho điển vô người á, nó có, phụ có cảm nhận, thì gọi là hỷ lạc. Những cái đại gia giàu có họ không có hỷ lạc nha. Họ có sân si mỗi ngày thì nhiều. Đứa con nào á, mà hôm nay á, mà làm những chuyện bất như ý của họ đó, họ có thể gạt tên ra khỏi cái tài sản mà thừa hưởng á, di chúc. Họ có thể làm được á. Khi càng giàu càng không có đạo, cái tâm của con người càng dữ và càng rất là super ego, ngông cuồng ngã mạn, coi ông trời bằng cái dung. Họ nghĩ cái đồng tiền có thể là che được ông trời á, giống như cái bàn tay che trời vậy đó. Là mấy người có tiền nữa không khó, cho nên phụ rất là khó độ mấy người có tiền. Thì đó là một trong năm thứ mà sư phụ không có độ. Ở ngoài kia mấy đại tử mà đứa nào mà làm được một cái poster á, mà trong năm thứ á, mà độ không được, thứ nhất là mã tấu chạy ngoài đường, thứ hai là mấy anh kiến cận kỹ sư, đúng không? Thứ ba là Phật tử cà gù cà gạt, đúng không? Thứ na thứ tư là con chiên ngoài như chúa, mà đa số là mấy người bác, đúng không? Thứ năm là dạng giàu có, chức quyền, sân trước sân sau. Thứ mà đẹp đẹp đi đưa cho phụ bữa nào tôi. Tại bữa giờ mình có năm thứ đó. Thì đứa nào làm được thì giỏi á, có công đức á. Nhưng khi mình độ được họ, họ cũng là con cha con mẹ, họ chỉ quên thôi. Đó là nói về nhập môn. Còn ở bên đạo Khổng Tử, nhập môn là ở mấy cái trường học. Nói về kinh Thiên Tâm, tất cả kinh điển của Phật giáo Nam Tông, Bắc Tông đều là kinh của Thiên Tâm. Thời nay mình pháp nạn, nhưng mà đạo Phật không có suy đồi. Đạo Phật sau này sẽ thịnh trở lại, là Thiên Tâm sẽ làm cho đạo Phật thịnh trở lại, làm cho Phật hãnh diện trở lại. Phật hôm nay Phật rất là buồn, nhưng mà sau này chúng ta sẽ làm cho Phật vui lại, Phật Thích Ca vui lại, cộng với Phật mới
Phật mới nhậm chức, đó là Phật Như Lạc, sẽ làm cho đạo Phật thịnh trở lại. Thì chúng ta sẽ dẫn học Tam Đại Tạng Kinh. Có nhiều người không hiểu Tam Đại Tạng Kinh như thế nào. Tam Đại Tạng Kinh là ba tạng kinh, là có cả một cái thư viện khổng lồ của Phật giáo. Chúng ta học không bao giờ hết. Hôm nay chúng ta chỉ là học một loại kinh dễ nhất thôi, mà chỉ cần một trang là đã thành Phật rồi. Ở trên trời có rất là nhiều kinh khó hiểu hơn mà chưa có xuống thế gian này. Mấy vị nói là chỉ là một loại kinh dễ thôi, là hiện giờ chúng ta đang sử dụng, mà học còn thấy khó nữa. Lăng Nghiêm hay là Hoa Nghiêm hay là Kim Cang là chúng ta cũng là học hiểu không hết rồi. Huống hồ chi mà cho xuống những cuốn kinh cực kỳ khó, sao mà học khó hiểu lắm. Làm gì một cái con sen mà cái triệu Phật ngồi trên đó, làm sao hiểu được. Thì Đạo Thiên Tâm là học y như Đạo Phật. Chỉ có một cái là mình thờ cha. Bên Đạo Phật, Phật cũng đâu có muốn người ta thờ nhiều đâu. Có một lần sư phụ về trời gặp Phật cha ngày giảng đó, là cả thân của Phật mà còn chưa vừa hết, vừa ý hết chúng sanh, thì huống chi con xuống trần thì con phải là khổ độ chứ không phải là phổ độ chúng sanh, phải chịu khổ. Thì bên Thiên Tâm và bên Đạo Phật về kinh điển á, là giống như là bên những ai mà Phật tử theo mấy thầy diệu này hay là thiện nọ, không có được chi cứu và hiểu thêm những cái kinh của những đạo khác. Nhưng ở đây ở trên cho mình có quyền hiểu bên đạo Hồi giáo họ đọc kinh Koran như thế nào, bên Ấn Độ giáo họ đọc kinh Vệ Đà như thế nào. Mình hiểu nhưng mình vẫn giữ, tại vì mình là đàn anh, mình là một cái thân cây. Tất cả đạo kia cũng đều đa số là sư phụ lập ra, thì phải hiểu cũng là tốt thôi. Nhưng mà chỉ có người thực hành không có tốt. Cha đâu có kêu cái thằng mà ôm bom tự sát giết người rồi được thưởng, đâu có kinh nào kêu làm kiểu đó. Tự nó chế ra thôi, đúng không? Ma quỷ mà. Thì đạo kinh Thiên Tâm y như kinh của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, Đại Thừa và Tiểu Thừa. Kinh của bên Thiên Chúa giáo là Thánh. Kinh Thánh chỉ có hai cuốn thôi, Tân ước và Cổ ước, là chỉ nói đa số là gì, lịch sử của Chúa. Thời đó ông sanh ra làm sao, ông đi bên trái, ông gặp ai, cái gì, chỉ có thế thôi. Nó không có một cái treatment. Cái treatment là cái thanh lọc. Thí dụ như mình bị stress, mình phải làm gì? Bên Công giáo chỉ kêu ăn lành ở hiền. Chứ còn nó không có những cái công thức như là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Bát Chánh Cần, rồi Chánh Tư Duy. Mấy cái đó không có. Bên Đạo Phật giải thích rõ ràng, có người có ngũ uẩn và mắt mũi tai, tất cả cái đó đều là một cái những cái thứ mà làm cho chúng ta phải học. Thì nghiên cứu lại cái đó là nói mấy clip kia rồi, là Bát Chánh Đạo. Thiên Tâm phải học Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế. Bên Công giáo là đọc chuyện thánh, rất là đơn giản. Cho nên khi mà người Công giáo họ giữ được thập thiện, mà giữ được cái giới luật của bên Công giáo, họ được về tầng trời thấp là Tứ Thiên Dương, là thành tiên đây, không có thành Phật. Khó thành Phật Bồ Tát lắm. Mình cần thoát ra cái lục đạo, mình cần thoát ra cái luân hồi sanh tử. Mình không có muốn xuống thế gian hoài. Khi mình có chuyện á, mình mới đi thôi, xuống làm nhiệm vụ thôi, chứ không phải là xuống đây hoài. Chứ đây đâu phải là chỗ vui gì đâu. Đây là tù, mà ngục tù thế gian. Có ai nói thế gian này là thiên đàng đâu. Chỉ có mấy dân ăn chơi mới nói là thế gian thiên đàng. Tại họ có hiểu thế gian là ngục tù á, cái này là đang ngục tù. Thiên đàng chỉ một ngày khi họ chưa có đi khám sức khỏe. Giàu cho tỷ phú cỡ nào, giàu có cỡ nào, hay là chị Phương Hằng đang có đẹp không, một sòn nó bự không, nhưng mà ngày mai công an nhận nhốt, cái đó là thiên đàng không vậy? Cũng giống như bà gì đó, bà Lan vậy đó, tăng
mà nghịch pháp vậy đó. Nên bây giờ cũng bị nhốt, bao nhiêu tài sản còn mất, cái đó là thiên đàng hay địa ngục. Cho nên thiên đàng chỉ có là một ngày hay một thời gian ngắn, nhưng mà nó là địa ngục vĩnh cửu của cõi trần này. Thiên đàng của chúng ta thật sự là cõi trời, phải thoát luân hồi sanh tử, thoát lục đạo. Bên Ấn Độ giáo họ xài kinh Vệ Đà, áo nghĩa thư. Còn bên Hồi giáo họ xài kinh Koran. Bên Do Thái giáo họ xài kinh kinh của ông Hebrew, là kinh thánh đó. Còn ở bên Trung Quốc, đạo Khổng Tử là họ xài Tứ Thư và Ngũ Kinh. Còn người hướng dẫn bên Thiên Tâm là lấy giới luật làm thầy nha. Thầy Thiên Tấn Kiệt này là người truyền tin của Đại Tam Thế Chiến, là con của Thượng Đế xuống trần. Hôm nay đang ngồi nói chuyện, nhưng mà cái xác phàm chỉ chịu cao nhất là không ai quá 100 tuổi, cũng phải trở về tứ đại, rồi cũng phải về trời để mà phục lịnh với chư Phật và với cha. Trong 100 năm cái xác phàm Thiên Tấn Kiệt này làm được gì, công đức giờ làm bao nhiêu thì tội, cũng có tội nha, tội là nhỏ. Cũng đi bắt cá rồi dưới quê mà cũng có xác xanh đó nha. Thì tất cả những cái hòa thiên, cái đạo Thiên Tâm đã khi xuống trần rồi sẽ mãi mãi ở dưới thế gian này 3.000 năm lưu truyền. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lời nói trên bao nhiêu cái video đã record lại đó, sẽ là nhân chứng lịch sử. Có thân người xuống trần, cũng như Phật Thích Ca có thân người xuống để làm cái lịch sử của cái đạo. Kiệt này là cái đạo Thiên Tâm cũng có lịch sử, Chúa Xu cũng có lịch sử thân người. Chỉ có Tịnh Độ Tông đó, Phật A Di Đà không có lịch sử. Khi mang thân người là một cái lịch sử. Tất cả những gì Kiệt này làm từ lúc mới sanh ra ở mái hiên, lúc bom đạn, cho tới ngày đi về trời, sau này nhân loại sẽ truy cứu từ chi tiết và những người xung quanh, sẽ làm lên một cái lịch sử của đạo Thiên Tâm. Nhưng mà muốn trường tồn thì chỉ có lấy 12 giới luật làm thầy. Không ai được thờ hình tượng của Thiên Tấn Kiệt, mà chỉ thờ hình tượng của cha Thượng Đế, thì chỉ là người truyền. Đó là quy tắc. Cũng giống như bên Muslim vậy đó. Ông Mohammed, ông đâu có cho ai thờ hình ông đâu, Thượng Đế không mà. Chúa Giê-xu cũng gần giống nhau, đúng không? Mục đích của chúng ta là thoát luân hồi sinh tử đi về trời, chứ không phải mục đích chúng ta là mê tín chạy theo cái ông này, ông không phải là người thường, người tôi thờ ổng, đó là sai. Chỉ có cha là cha chung của nhân loại, chung các thần hồn. Bên đạo Phật thì theo tăng đoàn, nhưng mà tăng đoàn thầy như thế nào thì mình biết rồi. Chỉ có Thiên Tâm là theo giới luật, bên đạo Phật thì theo tăng đoàn. Bên Công giáo thì theo hội thánh và các giới chức, tức nghĩa là theo Đức Giáo Hoàng. Bây giờ trong hội thánh với trong tất cả các hội thánh, tất cả mấy ông cha với bên Đức Giáo Hoàng như thế nào thì mình cũng biết rồi. Còn đạo Ấn Độ giáo thì theo đạo sĩ Du Già và học giả của Hindu. Mình nói đây để là những đức có họ thiên có sự so sánh. Chỉ có đạo Thiên Tâm là theo giới luật, 12 giới luật. Thì thường ngày Thiên Tấn Kiệt này cũng thường nói với mấy đệ tử họ thiên á, là mấy đứa con không giữ giới số 1 với giới số 12 đó, là tự động xa lánh, tự động mình xa lánh Thiên Tấn Kiệt. Cây đuốc á, nó không có còn sáng nữa để nhìn biết Thiên Tấn Kiệt là ai. Thì là gì? Không có còn đọc kinh mỗi ngày, không còn ngồi thiền mỗi ngày, là tự động xa lánh Kiệt này thôi. Hiểu không? Nó không có còn gọi là
tôn trọng nữa đó. Ý mình nói vậy đó là tự vì cả bản thân mình không có đọc kinh, cây đuốc trong tâm mình mờ thì đâu có thấy cái mặt này rõ. Cái mặt này là vô vi mà, có ai nhìn thấy rõ là một người nhưng mà không phải là người, mặc áo sơ mi, hoàng bào, áo vải che thân, nửa tăng nửa tục, nói năng lạc kỳ. Nếu không đọc kinh thì đâu có hiểu được, đúng không? Cho nên ngoài kia tại sao 10 chết 7 còn 3 là gì? Họ không có đọc kinh, họ không có nhìn được hoàng bào, áo vải che thân, nửa tăng nửa tục, nói năng lạ lụng. Tăng á, thì độ mấy ông giàu không được rồi, tại mấy ông biết, mấy ông khôn lắm, biết mấy ông thầy là thầy giỡn thầy, thì dễ gì dụ mấy ông, đúng không? Còn giờ đột kiểu nào? Còn mặc áo thường á, mày ít tiền tao mắc mới, mày nói chuyện tao nghe, đúng không? Cho nên thời nay mấy người giàu với mấy người trí thức khó độ. Còn Hồi giáo á, thì họ lại cực đoan, là họ theo lãnh đạo, cho nên lại sai. Họ dùng cái tôn giáo để họ xâm lấn nước này nước kia, là giết chóc, là tạo nghiệp, là sai. Chỉ có đạo Thiên Tâm mình từ bi, các con theo giới luật, trong đó giới luật có nói là phải tôn trọng người khác, đúng không? Thì chỉ có đạo Thiên Tâm là sẽ không có còn chiến tranh nữa. Còn tất cả những cái đạo khác họ ra tôn chỉ là phải theo nhà lãnh đạo, tức là họ Hồi giáo họ theo nhà lãnh đạo. Cho nên trên khi một tiếng nói của những người thủ lãnh của Hồi giáo là cả thế giới 1 tỷ mấy người nghe, tuy là khác quốc gia họ cũng nghe cùng một tiếng nói. Còn bên Công giáo thì giáo hoàng cũng là cực đoan, cho nên thành ra cái trái đất của mình xáo trộn là như vậy. Chỉ có Thiên Tâm giới luật, mỗi chúng ta, mỗi cây đuốc, mỗi linh hồn được thưởng được phạt, công và tội, nghiệp và quả báo. Còn những cái đạo khác họ không có được như Thiên Tâm, họ cực đoan lắm, họ theo nhà lãnh đạo nè. Bên Hồi giáo họ nói theo lãnh đạo, họ theo Hội Thánh nè, theo Đức Giáo Hoàng nè. Bộ Đức Giáo Hoàng lúc nào ổng cũng là tốt à, chưa chắc là nghe, ổng là mafia ấy, mình không chừng á, thiệt á. Còn đạo Phật thì theo Tăng Đoàn, bây giờ Tăng Đoàn như thế nào? Thầy Thích Nhật Từ là một những chức sắc cao trong Tăng Đoàn á. Rồi qua tới Do Thái giáo là theo giáo sĩ, theo mục sư, đó là đạo Do Thái. Cực đoan. Tôi chỉ nghe giáo sĩ rồi, tôi theo giới luật nào chứ. Giới luật là công bằng nhất, 12 giới luật của cha đặt ra Thiên Tâm. Không có nghe lời ông thầy nào, cũng chẳng nghe lời Kiệt luôn. Kiệt chỉ còn sát phàm thì nói được cái gì thì quý vị cứ nghe. Nhưng mà giới luật vẫn là làm chuẩn khi Kiệt này rời khỏi sát phàm. Còn ở bên đạo Khổng Tử thì không có, là họ đã có cái Tứ Thư và Ngũ Kinh rồi. Còn thêm một cái giáo lý cái phần cuối này là giáo lý, tức là phần kết quả của sự đạo. Mỗi cái đạo nó có cái kết cuộc của nó, là cái gặt hái cuối cùng. Là giáo lý là đạo Phật là tứ diệu đế, duyên khởi bát chánh đạo, khổ thường vô ngã, giữ 12 giới luật, mình sẽ không còn tái sanh, mình phải vào cõi niết bàn, diệt trừ vô minh tham ái, thoát luân hồi sanh tử. Tức là đạo Thiên Tâm sẽ thoát luân hồi sanh tử, không còn trở lại trong dòng lục đạo của cái thế gian nữa, không có trở lại kiếp người nữa. Nếu mà tu đúng theo Thiên Tâm, thoát luân hồi sanh tử, trở về cõi trời mà tầng cao á, nếu mà làm đúng nha, thì cái cuối cùng là như thế của đạo Thiên Tâm. Bên đạo Phật cũng y chang như vậy, thoát luân hồi sinh tử, diệt trừ vô ngã tham ái, thoát luân hồi sinh tử, nếu làm đúng theo đạo Phật, nếu mà làm đúng theo Tăng Đoàn. Cho nên bây giờ bao lâu nay bao nhiêu thầy quốc danh, nhưng mà trong đó Kiệt này thường nói
cũng có hơn phân nửa những gì thầy tu đúng á, giống như những thầy Ra Tạng Rinpoche đó, những gì thầy mà tu ngồi thiền ở bên Việt Nam khất sĩ á, người ta cũng tu đúng đó, thì họ cũng là thoát luân hồi sinh tử thành Phật. Đạo Thiên Tâm nếu tu đúng cũng thoát luân hồi sinh tử, cũng là thành Phật, cũng về ở trên trời là thành thiên là Phật. Mình làm sao miễn mình đừng có tái sanh là mình ok. Mục đích của mình là vậy. Thì cả hai đạo đều giống nhau, nhưng mà bên nào cái công thức bên nào ra dễ hơn. Bây giờ cũng giống như quý vị mua bảo hiểm Life Insurance của New York Life hay là những cái hãng bảo hiểm, họ cũng có mỗi cái policy cái khác, nhưng mà cái nào là có lợi nhất? Thiên Tâm có lợi nhất hay đạo Phật theo mấy ông thầy hay theo chùa? Cái nào gia nhập dễ, cái nào mình học dễ? Thiên Tâm mỗi ngày mong quý vị giữ giới số 1 là nhân lễ nghĩa chí tín và đọc giữ giới thứ 12 là đọc kinh ngồi thiền là đã thoát luân hồi sinh tử rồi. Không có cần 350 giới, cũng không có cần cạo tóc, cũng không có cần phải cắt ái ly thân, vẫn có vợ chồng, vẫn hạnh phúc. Mình là thế gian với xuất thế gian là giống nhau, thế gian pháp với bất ly của thế gian mà, đúng không? Không có cần bỏ gì hết, dễ hơn Thiên Tâm dễ hơn nhiều, đúng không? À, cũng phải đi làm nữa, làm nó phải siêu quần, phải giỏi nhất, một kỹ sư giỏi nhất, chứ không phải ngồi chỗ rồi tối ngày cứ mong Phật tử tới cúng dường cho mình thành Phật, thoát rồi sinh tử không có. Mình phải chịu khổ chung với chúng sanh, mình phải một người xuất chúng, thông minh, học giỏi, chứ không phải mình cà gù cà gật đến mang bệnh tật rồi ăn tiền của Biden, Obama rồi cứ vô chùa A Di Đà Phật, Phật A Di rồi cứ theo ông thầy của mình, rồi cứ mà ông cứ nói là con có gắng niệm Phật thì con được về cõi A Di Đà. Dụ quá triệu con đó. Còn bên công giáo thì họ chỉ được cái này, họ nói là chỉ có một Thiên Chúa người bảo vệ và lo lắng cho các con của Ngài. Chúa Giêsu là một Thiên Chúa, Ngài đã chết để cứu con người khỏi mọi tội lỗi, và sự chết và sống lại của Chúa Giêsu làm nên sự sống đời đời cho con người. Cứ họ cứ nghĩ là cả đời á, ngoại tình hay là làm bao nhiêu chuyện ác giờ chót á, cái đứng trước mặt ông cha rửa tội cái là được về trời. Tại vì họ không có tin có cái nghiệp, họ không tin cái nhân quả. Cho nên hôm nay Chúa Giêsu tái lâm để thay đổi cái sự vụ này, không có người không đóng đinh giùm cho con để cho con tu thôi, để dụ con để con tu thôi, chứ không có chuyện người ta đánh tội giùm cho con hết đâu á. Mình làm cái gì á có nghiệp quả. Còn bên Ấn Độ giáo thì hành trì theo Thánh Thư Vệ Đà, tu tập thiền định đồng nhất tiểu ngã với đại ngã, rồi thoát sinh tử luân hồi. Thì bên Ấn Độ giáo họ cũng có cái hay của họ, họ cũng thoát luân hồi sinh tử, họ tin có nghiệp quả thì cũng là ok, nhưng mà họ tu tùm lum hết, họ thờ quá trời luôn, họ gặp con gì là họ cũng thờ hết, nhiều quá dẹp hết, chỉ thờ cha thôi, thượng đế thôi. Không lẽ con chuột cũng đi lại con chuột, không lẽ con chuột nó cắn mình á mình cũng không dám giục nó ra ngoài à, chẳng lẽ con bò nó ủi chiếc xe mình hay là con voi á cũng ở ngoài thành phố nó ở đây cứ bò ở ngoài thành phố hết cũng chịu à. Cho nên nó rất là cần phải update, nói chung là phải update. Mình không có nói nhiều đụng chạm. Còn bên Hồi giáo thì con người được sự cứu rỗi bởi theo mảng của cột trụ đạo Hồi giáo, sống một cuộc sống bình thường. Những cột trụ này là đức tin, cầu nguyện, cho nên họ cầu nguyện tối ngày á, quý vị thấy không, đạo Hồi, bố thí và làm từ thiện cho người nghèo ăn chay, có nghĩa là ăn chay của Hồi á là ngày thánh Ramadan,
đi hành hương đến đến đền Mecca. Đó là cái mục đích của đạo hồi. Họ chỉ biết họ thôi. Còn ai mà khác á, là tôi lái máy bay tôi đụng vô á, và tôi giết một người á, là tôi được về trời được thưởng 500 tiên nữ. Sai luôn. Còn cái cuối cùng ở đây mình nói để xong cái này là bên đạo Khổng là bên Tàu á, đa số thì là quốc gia cường thịnh là nhờ có tam cương ngũ hường, tam cương quân sử thì thần tử, tam cương là quân thần phụ tử phu thê, ngũ thường là nhân nghĩa lễ chí tính, tu thân tài gia trị quốc bình thiên hạ. Tự vì cái này nó nắm chặt vô cái lòng trung thành với quốc gia, cho nên là hôm nay mới đưa Trung Cộng vào ngõ cụt. Là vì họ cái chung, họ có nghĩ là họ tốt với đảng Cộng sản Trung Quốc, là họ tốt với quốc gia. Thì thành ra cả thế giới hôm nay tẩy chay là cũng vì cái này. Cho nên hôm nay tại sao mình có sự so sánh tất cả. Đạo Thiên Năm ra đời nó thống nhất toàn thế giới, một cái đạo từ bi của cha, không còn dính gàng buộc vào những cái quy tắc nữa của những cái đạo giống như đạo Phật, đạo Hồi giáo, đạo Công giáo, rồi đạo Do Thái giáo và cả đạo Khổng Tử. Mình phải có cái tâm từ bi của đại đạo thì mới thống nhất được, đó là đạo Thiên Tâm. Cho nên những cái công thức, những cái quy tắc mà nó làm thay đổi cả cái thế giới này, quý vị thấy vậy ghê không? Sau này kiệt về trời phải theo 12 giới luật, thì lúc đó sẽ không còn đi xâm chiếm nước khác. Lúc đó sẽ không có cái chuyện gọi là ồ đạo của tao hay hơn đạo mày, có đạo không? Nó ngoại đạo, không có nữa. Đạo Thiên Tâm không có cái đó, không có cái sự dị biệt,